Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Đi em gái. Rồi. Liếc liếc qua hàng rào ha. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em xin phép chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào anh đẹp trai bên kia. Sao biết ta đẹp trai? Thì em nghĩ chắc là đẹp trai. Trước. Em tên là Nguyễn Ngọc Quyên. Năm nay em mém 30 tuổi. Quê ở đâu em? Dạ, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng cho công ty bất động sản. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và người đẹp kế bên. Em tên Nam Linh, ở Hồ Chí Minh, tình trạng một mình. Không phải minh tinh như anh Quyền Linh, là marketing, vóc dáng trung bình, thích tập thể hình. Còn về tính tình, rất biết tu tỉnh, chuẩn không cần chỉnh. Tham gia chương trình, mong lấy vợ xinh, có chút ngoại hình, không quá khó tính, làm ăn chân chính. Đúng ý gia đình, khán giả đồng tình. Xong luôn phần mình, xin chàng pháo tay. Trời ơi, hôm nay hy vọng là được khán giả đồng tình ha. Dạ. Nhưng mà chị chưa nghe bạn trai nói nhiêu tuổi nha. Dạ em năm nay tròn 30 vậy. Bên đây 30, bên kia mém 30. Mém 30. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm. Em là con người sống rất là nghiêm túc. Trước giờ chỉ biết làm ăn, rồi cày kiếm tiền. Không. Rồi. Có chơi bời. Cũng không có biết, nói chung là tứ độ tường á. Chỉ biết làm thôi. Dạ, chỉ biết làm thôi. Đó là ưu điểm. Dạ, ưu điểm. Khuyết điểm. Chưa được khéo léo. Không, không nói vậy tốt rồi. Dạ. Vậy có duyên rồi. Chơi thể thao gì không? À đúng rồi, thể thao thì đó là cái sở thích của em. Ồ, là chơi cái môn gì? Gọi là cái đam mê luôn. Em chơi môn gì? Một tuần là em ít nhất là đá banh một buổi, đi tập gym. Và em cũng thích bơi, tại vì trước em từng là vận động viên bơi. Vậy là khỏe rồi. Dạ. Không, vậy là tốt rồi, có sức khỏe. Em quan điểm là thể thao nó cho mình vừa sức khỏe mà vừa cái dáng vóc dáng đẹp. Rồi, nó đi chuẩn. Rất là thích và cũng mong muốn bạn nữ cũng phải thích chơi thể thao. Rồi, để hỏi bạn nữ. Bạn nữ sao? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh, chia sẻ, biết nấu ăn. Rồi, khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì hơi nhăn. Hơi nhăn đó chị. Nhăn. Nhăn nhó, khó chịu á. Dạ đúng. Đôi lúc thì cũng có hơi khó tính tí xíu, hơi cằn nhằn. Rồi, có giống bạn trai, có chơi thể thao gì không? Em cũng sở thích em là cũng thích bơi. Bơi này, thích đi du lịch. Được rồi, hai người bơi chung được rồi đó. Tôi thấy em ngoại hình ngon lành, ok mà. Sao mình ế? Lúc trước em cũng có trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình trước thì em cách đây cũng là được hơn 2 năm rồi chị. Do thì xong hai người không có sự thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau. Bây giờ là muốn lấy chồng chưa? 30 rồi. Dạ cũng muốn rồi, muốn rồi ha. Bạn trai thì sao? Em tình trường sao em? Nói thật là cũng chưa có cái mối tình nào chính thức. Còn gặp gỡ hẹn hò rồi đi là có đúng không? Có nhiều lắm, chắc cũng cỡ 20 cô rồi. Hả? 20 cô mà không có chọn được cô nào luôn. Dạ đúng rồi, chưa chọn được ai. Khó như vậy hả? Quen lâu nhất là bao lâu? Cô quen lâu nhất là khoảng 3 năm. Dữ vậy đó hả? 3 năm sao gọi là không phải mối tình được em? Có hôn nhau đó. Dạ chưa. Có chưa? Dạ chưa. Mới chuẩn bị nắm tay thôi thì cũng có định nắm tay nhưng mà cái cô kia lại không đồng ý. Chị mới có nắm tay mà cô kia chưa chịu luôn. Dạ chưa chịu luôn. Trời đất ơi. Nói gì thôi, vậy là có chưa có mối tình nào đó. Dạ thì chưa, thì chưa. Trai còn y nguyên đó. Dạ đúng rồi, còn nguyên si. Nguyên si rồi có biết làm gì không trời? Dạ thật sự còn nguyên si vậy. Có biết hung không? Dạ ngày nào cũng hung mẹ, biết hung chắc chắn rồi. Hung trong tình yêu nó khác. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào nói chị nghe thử coi. Em có làm một cái bài thơ. Rồi, đọc để, luôn. Để em xin phép đọc từ trong đó. Em có dạ. Bắt đầu. Dạ. Hôm nay tôi đi hẹn hò, trong lòng háo hức cũng lo rất nhiều. Hiện giờ chưa có người yêu, làm sao thổ lộ bấy nhiêu nỗi niềm. Đành chờ tiếng gọi con tim, hòa cùng nhịp đập sẽ tìm thấy nhau. Bao năm sống trong âu sầu, bao năm mong đợi nàng dâu thảo hiền. Cũng vì chưa có cái duyên, gặp người như ý hàn huyên chuyện đời. Bên nhau những chuyến vui chơi, hưởng tuần trăng mật tuyệt vời vin bơ. Dù biết mới chỉ là mơ, sẽ thành hiện thực chỉ chờ em thôi. Tim anh hồi hộp lắm rồi, chờ được gặp mặt đứng ngồi không yên. Cố gắng không bị ngã nghiêng, để gặp cô gái như tiên giáng trần. Công dung ngôn hạnh tảo tần, thông minh hiểu biết cũng cần chút thôi. Thể thao cũng nên biết chơi, hiền diệu hiếu thảo vâng lời mẹ cha. Càng ít la cà quán ba,
Thâu đêm suốt sáng lơ là chồng con. Còn chuyện làm đẹp phấn son, anh rất thoải mái miễn còn tiền tiêu. Còn anh hứa sẽ cưng chiều, quan tâm chăm sóc, thương yêu mỗi ngày. Sẽ không cờ bạc rượu say, chỉ lo tu tỉnh ăn chay ở nhà. Không phải giám đốc đại gia, cũng chẳng xế hộp villa nhà lầu, nhưng em chớ có lo âu, bù lại anh cũng rất ngầu đó nha. Và anh cũng biết lo xa, trụ cột vững chắc cho gia đình mình. Sẽ luôn lãng mạn chung tình, giữ cho mái ấm yên bình về sau. Tâm đầu ý hợp bên nhau, chẳng ngại gian khổ thương đau trên đời. Có lẽ bấy nhiêu đủ rồi để dành tâm sự khi ngồi bên em. Giờ anh chỉ đợi tấm cho em kéo lên để thấy dáng em thiên thần. Được. Một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tôi đồng ý rồi đó. Bài thơ rất là hay. Gieo vần đồ dữ ha. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Chị qua chị coi liền luôn. Chị đang sung lắm rồi, muốn qua coi. Mỗi người em cần là cao trên 1m70. Có. Có. Ngoại hình thì cũng ơi nhìn tí xíu. Trời cười ghê vậy. Được, cười tươi. À, không hói. Mỗi người đàn ông giống như anh Quyền Linh á. Cái tính cách đó chị. Hơi xúc động ha, đổ mồ hôi trán quá trời ha. Tính cách giống anh nó vui vẻ đó. Trán hơi cao chút thôi chứ không có hói. Và là người có ý chí cầu tiến. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, anh có hút thuốc không anh? À không biết hút thuốc. Anh có em gái mưa hay là chị gái nắng không? Em nuôi rồi đó có không? À không, nhà có hai anh em trai. Không có. Anh này thiệt tình lắm, em nói bóng nói gió anh không hiểu luôn. Có nghĩa là không có. Hồi nãy em chưa có nghe rõ tên của ảnh. Tên gì ở anh đâu? Tên Linh. Linh. Ở đâu? Dạ, ở Hồ Chí Minh. Mà anh ơi, anh ở quận mấy à? À, quận 10 em. Dạ. Bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Chắc phải vài tháng. Không thể tìm hiểu coi có thực sự khớp không. Ừ. Có làm dâu không? Cái đó thì em rất là tôn trọng bạn gái. Ví dụ như mình thỏa thuận nhau, mình có sống chung với gia đình không? Đôi bên cũng 30 rồi. Hạ bớt tiêu chuẩn mình xuống một xíu ha. Anh Linh em nhớ quận mấy không? Dạ, quận 10. Đúng rồi. Anh Linh đang ở quận 10. Dạ. Đẹp trai, dễ mến, hay cười bạn ơi. Bạn thích thì rủ đi chơi, không thích thì rủ đi bơi, cũng đỡ buồn. Có ghen không? Có anh, là phụ nữ ai cũng phải ghen. Ghen anh là em làm marketing á, tổ chức sự kiện. Gặp với nhiều gặp nhiều bạn thử đẹp không biết nữa. Không biết bạn có thấy khó chịu hay là cái gì không? Cái đó là do cái môi trường của mình làm việc. Khi anh ngồi trong phòng là bạn gái đẹp không ngồi trống á. Quan trọng là mình có lập trường của mình nó phải vững. Đúng rồi. Bên đàn gái cũng dễ thương đó em. Dễ thương, bên đây cũng dễ mến nữa. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em và sếp của em. Có sếp của em bạn thân rồi, cho gặp bên nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai bên đây và chào quý khán giả trong trường quay. Em thấy bạn trai bên đây thì cũng có những cái cũng hiền nè, cũng vui tính. Và có đặc biệt là chắc là hợp với Quyên là Quyên không thích Tứ Đổ Tường. Cái tính cách nó tương đồng nhưng mà mình cũng cần cái thời gian á để cho mình biết hơn về cái hoàn cảnh gia đình của nhau. Cảm ơn em. Linh đi với ai vậy? Dạ, em đi với người quan trọng nhất cuộc đời em bây giờ. Dạ, mẹ. Là mẹ em. Dạ, đúng rồi. À, chào cô. Chào Cát Tường với Quyền Linh, chào dạ, con, dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nam Linh. Chính tôi rất yêu quý cái chương trình này. Dạ. Chính tôi là cái người động viên em đăng ký chương trình này. Phải nói là Linh là xếp vào cái diện thanh niên nghiêm túc á. Nhưng mà có một điều là hơi kiểu như nói ăn nói năng thì cũng không được khéo léo lắm. Còn về bạn gái bên đây ấy thì thấy là nhìn bên ngoài thì thấy cũng dễ thương, hiền lành. Chương trình đã sắp xếp như thế thì cho các con đến đây rồi thì cô nghĩ rằng là cũng đã tìm thấy những cái điểm tương đồng của các con rồi. Thì các con cứ nên cho nhau cái cơ hội để nếu mà có duyên thì cô sẽ làm tròn bổn phận của mẹ. Dạ. Yeah. Rất là cảm ơn chương trình. Dạ, yeah. Cảm ơn cô. Hay quá. Thôi cô ơi, hôm nay mà được cái là mai mốt cô, con chờ cô đăng ký chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nha cô. Dạ. Yeah. Mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Em chào anh. Chào em. Xin phép. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà anh tặng anh. Ok. Dạ, cảm ơn. Anh có ấn tượng gì với em không ạ? À, tôi thấy cao. Đâu, hai bạn đứng lên sát gần nhau coi xứng đôi không? Để cho bạn. Đó, được không? À, không, bạn cũng thấp hơn. Tay em mang vàng hơi cao. Ok. Thế em cũng hiền. Dạ. Nhưng mà
cung Dung Cung Hạnh đó là có đó. Cũng đẹp và cũng biết cách ăn mặc. Em cảm ơn anh ạ. À, thế còn em nghĩ gì anh? Thì cách nói chuyện của anh thì cũng là gần gũi, thân thiện với lại cũng chân thật. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không ạ? À có. Dạ, vậy là em với anh cũng có chung quan điểm. Kế hoạch mình hẹn hò sao, bao lâu thì mình đi chơi, mình hẹn hò ở đâu, rồi bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì cái việc tiến tới hôn nhân thì em chia sẻ thì mình còn phải có thời gian mình tìm hiểu, và mình cũng phải cái bước đầu này thì ví dụ như là mình đã gặp nhau vậy rồi thì cũng là một cái duyên, ví dụ duyên anh cũng sẽ trân trọng cái duyên này. Dạ. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó mình đang suy nghĩ điều gì trong đầu về đối phương. Nói chung anh chuẩn bị nói nhiều lắm mà không biết sao lên đây cũng quên hết trơn rồi. Thì anh chỉ nói em cứ làm theo tiếng gọi của con tim mình và cả lý trí nữa. Và em thấy nếu anh là phù hợp thì em bấm nút. Còn không cần phải mình phải lịch sự hay là gì hết á. Dạ. Thì đây là tình yêu thì mình không thể miễn cưỡng được. Thích thì phải bấm. Đó. Thì anh chỉ nói vậy thôi. Còn anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội. Bạn trai nói rất đúng. Bấm vì tiếng gọi của con tim chứ không cần vì lịch sự. Thích thì mới bấm nhé. Bấm nút là chính thức hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Chỉ bấm khi thật sự trái tim ta rung động. Suy nghĩ thật kỹ nha. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Hợp đôi ghê lắm, tay với bạn tay đi. Đó. Linh với Quyên hả? Linh Quyên dễ thương quá. Rồi em nói gì? À, xin gửi những lời tri ân ông Tơ bà Nguyệt bao lần xe duyên, chân thành với những lời khuyên bao cặp trai gái nên duyên vợ chồng. Cảm ơn khán giả hết lòng, nhiệt tình cổ vũ cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng xin gửi ngàn like tới ban biên tập miệt mài hăng say, để tôi có những phút giây thực sự cảm xúc ngất ngây trong đời. Rất chân thành và lãng mạn. Bây giờ một nụ hôn đi nào.